Hôm nay tôi sẽ giảng phẩm tiếp theo kinh Pháp Cú là phẩm Hoa, phẩm thứ 4 Hoa. Thì trong cuộc sống thì hoa đóng một cái vai trò rất là lớn. Thì người ta thường dùng hoa để trưng bày, để trang trí, để tô thêm cái vẻ đẹp khi mình muốn cho một cái nơi nào đấy nó được trang nghiêm trọng thể, thì người ta sẽ dùng hoa để người ta trưng bày. Bây giờ hoa được coi như là một cái vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên ban tặng, giống như là cái tinh túy của đất trời, có yếu tố như là đẹp. Hoa đẹp nó có sắc, nó có hương, nó có vị, như là hương thơm của hoa để ép là thế nào mà nước hoa bị như là mật ong chiết xuất từ hoa. Người ta đang có thì hoa nó có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp như vậy, cho nên người ta rất là quý hoa, yêu hoa. Và Đức Phật là đã lấy hình ảnh hoa để ví dụ cho cái giáo pháp của mình, và để làm cho mọi người hiểu là từ cái hình tượng tốt đẹp của hoa thì mọi người hiểu được. Và hoa thì nó có hai mặt, và nó cũng thì hoa nó tượng trưng cho cái đẹp, và trên đời cũng có rất nhiều những cái đẹp khác nữa, và cũng được ví như hoa. Thì Đức Phật hay dùng cái hình ảnh của hoa để tượng trưng, để tượng trưng cho những cái pháp khác, để con người hiểu ra được nhiều những cái pháp. Đây, có cái phẩm kinh Pháp Cú nói về hoa, thì từ hoa thì mình hiểu ra cái giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật này là ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo đạt Pháp Cú như người khéo hái hoa. Thì cái này toàn là những cái câu hỏi, những nói là ai, ai là cái người chinh phục được quả đất này. Chinh phục quả đất này ý muốn nói là chinh phục ở cái cõi nhân loại này, là ở cái cõi nhân gian này, thì ai là cái người chinh phục được toàn cái cõi nhân gian này. Khi mà nói đến chinh phục cái cõi nhân gian, người ta sẽ nghĩ là ngay là có một cái vị vua nào đấy có cái uy quyền, có sức mạnh, vị đấy có thể đi chinh phạt và mở mang cái bờ cõi, giống như vua chuyển luân thánh vương. Vậy thì cái vị vua chuyển luân thánh vương có phải là người chinh phục được trái đất này không? Vị đó có thể dùng sức mạnh của mình để chinh phục, làm cho người khác phải khiếp sợ, phải sống dưới cái uy quyền của mình. Nhưng mà vị đấy có chinh phục được cái sự cám dỗ của thế gian không? Cho nên Đức Phật nói đến cái sự chinh phục là ở trên đời này ai là cái người chinh phục được cái đẹp, nó cuốn hút cái lòng mình. Và thì vị vua có vị vua nào trên đời mà chiến thắng được cái sự cám dỗ của cái đẹp không? Cái gì đẹp thì nó hay làm cho con người ta say đắm, và ai là cái người chinh phục được cái lòng say đắm với cái đẹp ở trên đời này, chứ không phải là đi chinh phục người khác mà muốn nói là chinh phục chính mình. Vậy ai ở trên đời này chinh phục được điều đó? Ai là người thoát ra khỏi cái sự cám dỗ của những cái đẹp, của những cái mùi hương, của những cái vị ngon, của những cái sự xúc chạm êm ái? Thì Đức Phật muốn hỏi ai là cái người làm việc đó ở trên đời? Ai là cái người chinh phục được thiên giới, dạ ma thiên giới này, dạ ma hay là dạ xoa, thì muốn nói các hàng chư thiên thì gọi chung là dạ xoa, hay là các vị thiên thần thiên giới này, ai là cái người chinh phục được thiên giới? Thiên giới cái cảnh đẹp còn huy hoàng hơn là cái cảnh đẹp ở thế gian này. Những cái bông hoa ở chư thiên gọi là thiên hoa, hoa mạn đà la của chư thiên còn đẹp hơn cả hoa sen, hoa cúc, hoa nhài, hoa lan, hoa vệ ở trần gian này.
Vậy thì ai ở trên trời có thể chinh phục được những cái đẹp ở trên cõi thiên giới ấy? Ai là người thoát khỏi cái sự cám dỗ của cái cõi thiên giới, dạ man thiên giới ấy? Thì chư thiên cũng vậy, chư thiên cũng vẫn bị đắm chìm trong những cái đẹp, đắm chìm trong những cái sắc thanh hương vị xúc, bị những cái đấy lôi cuốn, bị những cái đấy hấp dẫn. Và chính vì những chúng sinh nào còn ưa thích say mê tham đắm với những cái vẻ đẹp, với những cái mùi, cái màu, cái mùi, cái vị, cái xúc, cái pháp đấy, thì những chúng sinh đấy vẫn còn bị tử thần nó nôi đi, tức là cứ sinh ra lại phải chết đi, rồi lại phải sinh ra chết đi, có nghĩa là cái chúng sinh đấy cứ bị trôi năng ở trong luân hồi, cũng chỉ là vì không chinh phục được, không chinh phục được những cái sự cám dỗ ở trên đời này. Còn tiếp theo là ai khéo giảm pháp cú như người khéo hái hoa. Ai là cái người khéo giảm được pháp cú? Cái pháp cú là cái gì? Pháp cú tức là những cái câu câu pháp mà rất là xúc tích, cô đọng, ngắn gọn, chỉ mấy cái ngôn từ này thôi, nhưng mà lại chứa được rất là cả một cái hệ thống giáo pháp rất là sâu rộng ở trong đấy. Thì ai là cái người mà khéo giảm pháp cú thì mới có thể khai mở hết được những cái ẩn ý, những cái ý nghĩa mà ở trong những cái ngôn từ ngắn gọn này, mà có thể diễn giảng sâu rộng được ra. Vì các cái bài kinh khác Đức Phật diễn giảng một cách rất là sâu rộng, riêng kinh pháp cú thì Đức Phật nói rất là cô đọng. Vậy thì pháp cú cần phải được diễn giảng sâu rộng ra để cho mọi người có thể hiểu sâu hơn, hiểu nhiều hơn, không bị giới hạn bởi những cái ngôn từ này. Vậy ai là cái người khéo giảng pháp cú được? Và người khéo giảng pháp cú được ví như người khéo hái hoa. Khéo hái hoa thì ý muốn nói rằng là cái người hái hoa thì cần phải là một cái người khéo tay. Bởi vì nếu mà cho một cái người cũng về như những người mà đi bổ củi mà đi hái hoa thì có thể họ sẽ làm nát hết hoa. Đi hái hoa thì nó phải khác, nó phải nhẹ nhàng nâng niu, nâng chấm nâng hoa. Vậy thì nếu mà cái người hái hoa mà thô thiển thì sẽ làm hỏng hoa. Cũng vậy thì Đức Phật nói ai là cái người khéo giảng pháp cú, bởi vì những cái pháp cú là cái tinh hoa, là những cái lời dạy được xúc tích này, là tinh túy, là tinh hoa của cái giáo pháp của Đức Phật. Ai mà có thể mở mang khai triển được cái pháp cú thì cũng cần phải có cái sự thiện xảo khéo léo như cái người đi hái hoa. Vậy thì bây giờ cái câu trả lời cho những cái câu hỏi này hai thì phải có đến học cái câu pháp tú tiếp theo. Thì đọc những câu kinh này thì Đức Phật lại trả lời luôn, không cần phải đi tìm câu trả lời nữa. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Vậy thì đây là, tức là bất thì thế gian này cái người mà chinh phục trái đất này, người mà chinh phục cõi thiên giới không phải ai khác mà đó chính là các bậc đạo văn thánh đệ tử của Đức Phật. Không phải là vua ở cõi đất này, không phải là vua ở cõi thiên giới, không phải là vua chuyển luân thánh vương, mà cũng không phải là người có sức mạnh, có uy quyền, có tài sản, mà là cái người chinh phục được cõi đất này, và cái người đấy có thể chinh phục được thiên giới, mà phải là những cái bậc đa văn thánh đệ tử của Đức Phật, tức là những bậc hiếu học, là những ý muốn nói là những cái bậc là những cái bậc đã thoát ra khỏi những cái sự chi phối của những cái tục lụy khổ đau. Ví dụ như là một bậc hiếu học thì được chỉ cho là những bậc thánh hiếu học, là những bậc thánh nhân sơ quả tu đà hoàn. Ví dụ như là vị đấy đã tu tập, đã giác ngộ được chân lý tứ thánh đế thì mới được gọi là hữu học. Vì đấy đã phải giác ngộ được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạt đế, biết như vậy, tức là vì đó là thấy niết bàn, đã đoạn trừ được các cái kiết sử như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ rồi. Cái pháp nhãn tạng của vị đấy đã khai mở rồi, vị đấy sẽ đi đến niết bàn. Thì cái vị đấy giống như là một cái bông hoa mọc lên ở giữa bùn và không nhiễm bùn. Thì những vị hữu học là như thế,
vị đấy có thể sống ở giữa cõi đời này, nhưng vị đấy sẽ không còn nhiễm cái tục trần như những người phàm phu nữa, cho nên là vị ấy được gọi là những người chinh phục ở cái cõi nhân giới này, là những người đấy thoát ra khỏi cái sự cám dỗ của những cái đẹp ở thế gian. Ví dụ như là một cái người phàm phu, người ta thấy hoa thì người ta chỉ biết đây là hoa, và người ta sẽ chỉ để ý đến cái khía cạnh đẹp và xấu của hoa, chứ người ta không biết hoa nó cái bản chất thật sự của hoa là gì. Người ta thấy hoa nhưng người ta không hiểu hoa là gì. Ví dụ như bây giờ mình thấy hoa, mình chỉ thấy hoa nó có màu sắc khác nhau, nó có hình dáng khác nhau, nó có cái độ đẹp xấu khác nhau. Đấy là cái nhìn của cái người một cái phàm nhân, hay là gọi là vô văn phàm phu. Vị ấy thấy hoa, vị ấy cứ tưởng nó là hoa thật. Thế nên mình tưởng nó là hoa thật là một cái người đang bị hoa chinh phục, chứ người đấy không chinh phục được hoa. Hay là mình nhìn thấy bất cứ một cái gì, mình còn thấy nó, mình còn thấy bị chấp vào cái hình danh sắc tướng của nó, là chấp vào cái hình tướng bên ngoài của nó, mà không hiểu cái bản chất thật sự của nó, thì là cái người đấy đang bị những cái hình đấy nó chinh phục. Và vậy thì cái người bình thường mình sẽ bị hoa chinh phục. Hoa chinh phục có nghĩa là thấy hoa đẹp thì thích, thấy hoa xấu thì buồn. Hôm nay hoa đẹp thì trưng lên, mai hoa tàn rồi thì vứt đi. Đấy, và mình cứ ưa cái đẹp và chạm và ghét cái xấu như vậy đấy. Cho nên là cái tâm của mình cứ bị thay đổi theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Nó cái cảnh nó hấp dẫn thì mình ưa thích, mà thấy cái cảnh nó xấu xí một cái là mình nhàm chán kinh tởm. Thì đấy là cái người không chinh phục được mọi thứ ở thế gian này, mà bị thế gian chinh phục. Thế thì một vị mà sinh thiên giới cũng vậy, vị đó sẽ thấy những cái cảnh đẹp huy hoàng của thiên giới, và vị đó sẽ, cái tâm vị đó bị hút theo cái cảnh đẹp đấy, và vị đó bị thiên giới chinh phục, vì nó không chinh phục được thiên giới. Nhưng đối với một bậc khí học thì do vị đó giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, vị đã thoát khỏi tà kiến, vị đấy biết được cái sự vô thường khổ vô ngã trên tất cả những pháp vi quy, những cái gì nó có hình tướng thì nó đều có cái tính như vô thường, có sinh thì có diệt. Cho nên vị đó không còn tham ái, không còn chấp thủ vào những cái hình tướng đấy nữa. Ví dụ như là một hai người, và một cái bậc phàm nhân và một bậc hữu học nhìn hoa, thì một cái người phàm nhân sẽ nhìn vào cái đẹp xấu của hoa, và một cái bậc hữu học không có nhìn như thế, vị hữu học sẽ nhìn vào tính vô thường của hoa. Thì cái người vì vị đó giác ngộ được cái tính vô thường của hoa, nên vị đó không bị hoa chinh phục, mà vị đó chinh phục được hoa. Vậy thì vị đó chinh phục được tất cả những cái gì hấp dẫn ở thế gian này, thì đấy là các bậc hữu học chinh phục thế gian này. Nếu như vị đó sinh thiên giới, trên thiên giới có những bậc hữu học, thì những vị đấy cũng không bị cuốn hút theo cái huy hoàng của thiên giới. Vị đó vẫn biết tất cả những cái cảnh trên có thiên giới này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì cái vị đó không có bị dao động trước cái sự đổi thay của tất cả những cái cảnh vật ở có nhân gian và có thiên giới này. Vậy thì cái vị đó có cái sự an nhiên tự tại như vậy, thì đấy là một cái bậc được gọi là bậc đã được chinh phục được quả đất này, và chinh phục được dạ ma thiên giới này, chinh phục được các cái cảnh trên chư thiên. Vậy thì bậc hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Thì một bậc hữu học giảng pháp cú thì cái vị đó biết thấy cái, đã từng thấy con đường đi đến niết bàn rồi, thì khi mà vị đó giảng pháp cú, vị đó không giảng theo cái lối giống như là diễn đạt về văn chương như những cái thi sĩ hay là những cái nhà văn nhà thơ ở đời. Ví dụ như bây giờ mà đưa những cái bài kinh pháp cú này cho các nhà văn người ta diễn tả thì hay, rất là hay, người ta đem mây, đem gió, đem trăng, đem hoa, đem đủ một cái cảnh vật đất trời, thiên nhiên, tạo hóa, những cái gì đẹp nhất là người ta ca ngợi, người ta thán thán, người ta khen về những cái văn chương câu cú đấy. Nhưng mà người ta sẽ không có thấy được cái con đường giác ngộ,
con thấy được cái con đường đi đến Niết Bàn, không thấy được con đường đi đến giải thoát ở trong những cái câu kinh pháp cú này. Vậy thì nếu mà một cái bậc chưa thấy Niết Bàn mà giảng một cái bài kinh vị đó không thể khai mở được con đường đi đến giải thoát ở trong những câu kinh đấy. Cho nên Đức Phật mới nói bậc hữu học trở nên mà giảng kinh pháp cú thì mới được gọi là như người khéo hái hoa. Nhưng một người vụng hái hoa thì sẽ làm hỏng hoa, một người mà vụng giảng pháp cú thì có thể nó sẽ làm cho người ta hiểu sai về pháp cú. Cho nên là Đức Phật mới tán thán, đầu tiên là tán thán bậc hữu học, hữu học là một bậc đã thoát ra khỏi cái sự cám dỗ của nhân giới và thiên giới. Để bậc hữu học là pháp cú như người khéo hái hoa. Nên là nhất về hoa. Tiếp theo là ngũ thân như bọt nước, ngũ thân là như viễn bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Biết thân như bọt nước, ngũ thân là như viễn bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Thì ai là cái người có thể thấy được thân như bọt nước, ngũ thân là như viễn? Và thân thấy thân như bọt nước là làm sao? Thấy thân là như viễn là làm sao? Bọt nước là cái bong bóng nổi ở trên mặt nước bên khi trời mưa, bong bóng phập phồng nổ, nó mọc lên một cái rồi nó lại nổ đột một cái là hết luôn. Vậy cái thân này nó có cái gì, tại sao cái thân này sinh ra thì nó già bị bệnh chết đó, mà lại được ví như là được ví như là bọt nước được? Vậy thì ai là cái người thấy hay là biết được cái thân như bọt nước này? Thì bình thường ấy, bằng cái con mắt thường mình sẽ không thấy được cái thân như bọt nước. Bằng cái con mắt thường thì mình chỉ có thấy một người này sinh ra này, đứa bé này người ta nhìn người ta biết là nó là 1 tuổi, nó lên 5 tuổi, người khác nhìn biết nó 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, người ta có thể nhìn bằng con mắt thường và suy đoán được cái tuổi của người này. Và nếu mà cái người đấy mà hay có cái triết lý nhân sinh, người ta sẽ biết là người này năm nay nó 50 tuổi rồi, thế là quá nửa đời người rồi. 30 năm cuộc đời, nghĩa là một nửa đời người đã trôi qua rồi. Hay là nhân sinh thất thập cổ nai hy, sống được 70 là mừng lắm rồi. Thế là người ta tổ chức mừng thượng thọ. Người ta đâu thấy thân như bọt nước đâu, người ta vẫn cứ chúc nhau là 100 tuổi bạc đầu râu, người ta cứ mong cho nhau thì sống lâu, trẻ mãi không già. Cho nên là sống phải ăn ngon, phải chơi bời hưởng thụ để cho giữ gìn sức khỏe, để mà sống để mà hưởng thụ cái cuộc sống. Thì những cái người thường là như thế, người ta vậy thì những người như vậy là người không có thấy được cái thân như bọt nước. Vậy người thấy thân như bọt nước là cái người phải phát triển được trí tuệ đến một cái mức mà có thể quán được cái tính sinh diệt của cái sắc thân này. Tức là cái vị đó phải thấy cái thân này là tứ đại, vị đó phải phân tích ra được từng đại một trên thân này. Thân này nó có điên đại, có hỏa đại, có thủy đại, có phong đại, nó có 4 đại chủng đất nước lửa gió. Như vậy thì cái vị đó phải tu tập đắc được thiền chỉ, sau đó thì dùng thiền chỉ vị đó thực hành sang thiền quán, sau đó vị đó phải phân tích được tứ đại thì vị đó mới thấy trên các cái hạt sắc chân đế đấy nó sinh lên và nó diệt đi rất là nhanh. Ví dụ như là một cái chớp mắt của mình nó đã sinh diệt hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng trăm ngàn lần rồi. Vì cái bản chất của mình, cái sắc thân này nó vậy, nó sinh diệt rất là nhanh. Ví dụ như là cái người khi mà vì đó quán cái tính sinh diệt ở trên cái sắc thân này, ví dụ như là khi mà vị đó nhấc chân lên và đạp bước, đưa chân đi và đạp chân xuống, thì trong những lúc ấy sắc nó đã sinh diệt rất nhiều lần, rất nhiều lần. Và cái bản thân mình trong cái lúc mình nhấc chân lên, nó không phải là trong cái lúc mình đang đưa chân đi, vì nó đã sinh lên và diệt đi rồi. Bản thân mình trong lúc đưa chân đi nó không phải là cái thân tứ đại của mình trong lúc mình đạp chân xuống nước, vì trong khoảng thời gian này nó đã sinh diệt rất nhiều lần rồi. Chứ đừng nói gì là đến ngày hôm trước. Ví dụ cái mình ngày hôm trước nó đã sinh lên và diệt đi, và cái ta ngày hôm nay nó lại sinh lên và diệt đi, cái ta ngày mai nó lại sinh lên và diệt đi, nó cứ sinh diệt diệt như vậy, liên tục như vậy. Thì chỉ có bằng cái thiền tuệ vị đó mới thấy được cái tính sinh diệt của cái pháp hữu vi của tứ đại, hay là cái thân này nó như thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức.
nó đều sinh diệt như vậy, biết thân là như huyễn, là như vậy huyễn hóa, giống như là một cái trò ảo thuật ấy. Ảo thuật là huyễn thuật, huyễn thuật sư người ta làm, người ta có thể biến ra cái này và biến ra cái khác, thì cái thân của mình nó cũng biến hình biến tướng, lúc thì nó thế này, lúc nó thế khác. Tức là thấy được cái thân là như huyễn vậy. Ví dụ như là có những cái lúc mình sinh ra thì làm người, có lúc mình sinh ra có nghiệp mình sinh ra làm cái thân trâu bò, làm cái thân rắn rồng, làm cái thân run dế, thế nó cứ biến hình biến tướng từ trạng thái này sang trạng thái khác như vậy. Hay là cái thân thể của mình trong một kiếp sống này cũng thế, có thể mình chụp lại những bức ảnh mình sẽ thấy lúc mình còn trẻ nó khác, khi mình 10 tuổi thì nó khác, khi mình 20 tuổi thì nó khác, rồi là khi già rồi thì nó lại khác. Trước thì tóc người đen nhánh mà sau đó thì tóc bạc phơ, trước thì da mịn màng, giờ thì da nhăn nheo, trước thì lưng nó thẳng, bây giờ lưng nó còng, trước thì mắt sáng nhưng bây giờ mắt mờ, trước thì khỏe mạnh mà bây giờ thì cụ ốm đau, thì những cái đấy nó cũng là cái sự nó biến dạng như thế. Thì ngộ được cái thân này nó thay đổi như thế, thì cái người mà tức là cái người thấy được như thế, biết thân như bọt nước, ngộ thân này như huyễn, có nghĩa là cái người đó thấy cái thân của mình vậy như bọt nước như huyễn. Ví dụ như là bây giờ có thấy ai là cái người ai là cái người mà lại tham đắm với lại những cái bọt nước. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy cái bọt nước mình có quý, như là mình có quý, mình có đem về mình trưng bày được, đây là bọt nước, là một cái rất là quý, mình mang về cố gắng nâng niu trưng bày và giữ gìn, đừng để cho nó biến mất. Nhưng mà thực ra mình chỉ vừa mới đụng chạm vào nó một cái nó đã tan mất rồi, và không thể nào giữ gìn được nó. Vậy ý Đức Phật muốn nói là cái thân này là một cái nó mong manh, nó rất là mong manh, đố ai giữ gìn được nó. Mình có thể giữ được mình có thể giữ được một chút xíu, nhưng mà không thể giữ mãi được. Cái thân nó vẫn cứ thay đổi, biến đổi theo từng giây phút, từng sát na, nay khác ngày mai nó đã biến dạng theo kiểu khác rồi, nó cứ biến hình biến dạng theo mỗi ngày mỗi, và thời gian năm tháng trôi qua thì nó biến đổi hoàn toàn. Ngộ được như vậy thì cái người đó mới không có chấp trước là thân này là ta, thân này là của ta, mà thân này là tự ngã của ta nữa, mà vì đó biết là cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió, từ đất nước lửa gió mà nó hình thành rồi nó lại trở về với đất nước lửa gió mà thôi. Cho nên là nó đẹp hay nó xấu, hay là nó như thế nào, hay là ai khen ai chê, ai yêu ai ghét, mặc kệ nó, đừng có bị động dao động. Đấy là cái người mà ngộ ra được thì mà an nhiên tự tại như vậy. Thì cái thân mình nó cũng như thế, thì thân người khác cũng như thế thôi. Vậy thì thân người khác cũng mình cũng không thể nào mà bảo vệ được, không thể giữ gìn được, nó cũng giống như bọt nước, nó sinh lên thì nó lại tàn đi, nó tan đi rất là nhanh chóng. Mình đã biết là không thể bảo vệ, không thể giữ gìn được, thì mình cứ phải cố gắng níu kéo bảo vệ, giữ gìn làm gì. Mình phải để cho mọi cái nó trôi theo quy luật tự nhiên của nó thôi. Ai sinh ra thì cứ sinh, ai già thì cứ để cho người ta già, ai mà chết thì cứ phải chết, làm sao mà níu kéo được. Thì đến đây biết thân như bọt nước, một thân là như viên, và bẻ tên hoa của ma. Tên đã nói đến cái mũi tên thì người ta phải làm bằng cái góc nhọn và người ta bắn vào người thì nó phải rất là đau đớn. Nhưng mà bây giờ có một cái loại mũi tên mà người ta không có góc nhọn, mà bắn vào nó không có đau, mà bắn vào nó lại rất là êm, giống như là người ta bắn thuốc mê và mình làm cho mình say xỉn đi, vậy sau đó muốn làm gì thì làm. Thì ý muốn nói là ma ở đây là muốn nói cho cái sự chết chóc, hay là cho cái dòng luân hồi sinh tử. Nó dùng những cái cảnh đẹp ở bên ngoài, nó bắn vào mắt, bắn vào tai, nó bắn vào mũi, bắn vào lưỡi, bắn vào thân, bắn vào tim của những cái chúng sinh sống ở trên thế gian này này. Nó bắn vào mình có thấy không? Có ai hôm nay bị bắn vào mắt không? Thế là hàng ngày ấy, nó bắn mình liên tục, bắn vào mắt tai mũi lưỡi thân của mình, mà nó bắn vào thì mình có thấy đau đớn đâu,
Khi mà mình ra ngoài mình thấy một cái gì đẹp, một cái là cái mắt nó sáng rực lên, nó cứ chạy theo cái cảnh đẹp đấy. Đấy là cái mũi tên của ma đang bắn ấy. Bắn đấy là làm cho mình tăng thêm một chút tham ái, tăng thêm một chút chấp thủ, tăng thêm một chút ngu si, tăng thêm một chút luân hồi. Đấy làm cho cái vị đó bị cuốn hút ở trong cái luân hồi sinh tử. Đấy là những cái mũi tên là hiểm độc rất là nguy hiểm của ma ấy. Nó bắn mà như thế. Vậy thì ai là cái người bẻ được cái tên hoa của ma? Bẻ được tên hoa của ma là ai? Thì là cái người nào mà ngộ được thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn ấy, thì cái người đấy bẻ được. Ví dụ như là một cái vị tỳ kheo này đang đi gặp một cái cô gái rất là hấp dẫn, nhưng mà tâm vị đó không dao động, thì đấy là gọi là bẻ tên ma của hoa ấy. Thì hoa ở đây là hoa gì? Hoa ở đây là chỉ cho những cái cảnh ngũ dục của thế gian bên ngoài. Thì bẻ tên ma của bẻ tên hoa của ma thì cái người đấy là vượt tầm mắt thần chết, tức là cái vị đấy là vượt ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Vậy thì một cái chúng sinh biết mình còn trong luân hồi hay là không, thì bây giờ mình hãy tự mình chỉ cần thử ấy thôi, kiểm nghiệm xem là mình có vượt qua được những cái bẫy, những cái tên của ma này không, có là những cái cảnh đẹp ở bên ngoài có bị dao động không, có bị cuốn hút không. Dao động còn cuốn hút thì mình vẫn còn đang nằm ở trong cái tầm, chi phối của cái ma tử thần, tức là mình sẽ còn sinh tử luân hồi dài dài. Mà cái sự tham đắm đấy nó mà càng mạnh thì ở cái dòng luân hồi nó sẽ còn rất là dài. Cái lòng tham đắm vừa nó mà giảm bớt thì cái luân hồi nó cũng giảm bớt. Thế cái người nào mà muốn biết mình còn luân hồi nhiều hay không thì biết là cái tâm tham của mình nó mạnh hay nó yếu. Nếu mà nó mạnh thì mình còn luân hồi dài, yếu thì luân hồi sẽ ít, mà nó hết là sẽ hết luân hồi, hết sinh tử. Vậy thì cái người học Phật pháp nó sẽ làm cho mình sinh ra cái nhàm chán là vậy, tu tập vậy, học giới định tuệ hay là tu tập là để cho mình ngộ ra như thế, mình ngộ ra những cái sự thật, những cái cảnh ái hấp dẫn ở trên cuộc đời này nó được ví như là những cái xiềng xích hay là những cái sợi dây nó trói buộc cột chân mình ở trong cái dòng sinh tử. Đấy, nên bây giờ mình muốn rút được nó, rút được cái dòng sinh tử, mình phải cắt đứt những cái sợi dây tham đắm đối với cái ngoại cảnh bên ngoài. Thì tu tập là tu tập ở các giác quan là thế, tu tập ở nơi con mắt, hộ trì con mắt, đừng để cho con mắt nó tham đắm với cảnh sắc. Tu tập ở nơi tai, hộ trì tai, đừng để cho nó tham đắm với âm thanh. Tu tập ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý là như vậy, để tránh khỏi những cái khả ái hấp dẫn ở những cái cảnh bên ngoài. Đấy là gọi là những cái tên của ma nó bắn vào là nó sẽ cột trói cái người này ở trong luân hồi. Đấy là bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Tiếp theo, người nhận các loại hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như nụt trôi nàn hụt. Đây là nhặt hoa, ai là cái người đi nhặt hoa? Ví dụ như là bây giờ hoa rơi rụng rồi người ta đi nhặt này. Ví dụ như cây đại trước chùa ngày đêm ngủ nó rụng đầy ra, người ta đi nhặt hoa. Đây là người nhặt hoa. Thì hoa ở đây thì Đức Phật ví nó nhiều loại hoa lắm, mà có hoa súng, hoa sen, hoa nan, hoa vệ, hoa hồng. Thế thì những cái người mà đi nhặt các cái hoa đấy họ có đắm say không? Trên đời này đã có ai đắm say hoa sen, hoa nan, hoa vệ gì chưa? Đắm say mà đến nỗi ăn ngon ngủ không yên, lúc nào phải để hoa trước mặt để ngắm chứ. Nếu mà người ta đắm say cái hoa đấy thì cũng có gì đâu nhỉ? Thì mình sẽ làm một cái tràng hoa, mình đeo người, mình đeo lên đầu, là mình sẽ thêu những cái hoa vào quần và áo mình mặc suốt ngày này. Làm nhà cửa mình cũng làm hoa văn, mình dán đầy lên suốt ngày ngắm hoa đấy. Nhưng mà có khi người ta đắm say tham nhiễm là làm sao? Cái hoa mà nó có thể làm cho người ta đắm say tham nhiễm ấy, ý muốn nói là cái hoa này giống như là hoa hậu ấy.
hay là cái hoa là con người, hay là cái cảnh hấp dẫn ở bên ngoài, ví dụ như là tiền tài danh vọng, quyền lực, cái sắc đẹp. Mà ý hoa ở đây là muốn nói về những cái gì có sắc đẹp, có cái sự khả ái hấp dẫn, thì người ta mới bị đắm say tham nhiễm. Mình đắm say tham nhiễm vào những cái phù phiếm ở bên ngoài thì đều gọi là hoa hết. Tất cả những cái gì mà nó phù phiếm mà mình không có thể nắm giữ được, mà mình tưởng là có thể nắm giữ được, rồi đâm ra mình sinh ra cái sự yêu thương quý báu đối với những cái cảnh đó, thì cái người đấy gọi là người nhặt các loại hoa, khi đắm say tham nhiễm. Tham nhiễm ở đây là cái người đấy giống như là bây giờ mình đã đắm say một cái gì thì mình không rời ra khỏi nó được, mình bị nó chi phối, nó cột chặt lấy trong tâm mình, nó như là một cái người nghiện rượu. Thì cái người đấy một ngày không có rượu không chịu được, một cái người mà nghiện đánh cờ bạc đánh game mình một ngày không có không chịu được. Đó, thì nó có những cái cảnh như vậy. Một cái người mà nghiện về tham ái, tình cảm nam nữ cũng là một trong những cái gọi là cái cảnh hoa mà đắm say tham nhiễm, cái tham nhiễm vào cái cảnh ái dục. Thì đấy là gọi là người nhặt các loại hoa, chỉ đắm say tham nhiễm. Thì ở trên cuộc đời nó có rất là nhiều những cái mà nó cám dỗ như vậy, nó nguy hiểm như vậy. Thì hoa ở đây nó cũng được giống như là một cái gì đó nó đẹp mà nó có thúc động, nhưng mà có người thì biết rằng là nó có thúc động thì tránh xa, thì khéo léo mà lượm nhặt thì sẽ không bị nó làm hại. Còn nếu mà mình không khéo thì mình sẽ bị những cái độc tố của nó làm cho mình bị mà mất hết tinh thần, bị tán loạn tinh thần này. Thì đấy là đắm say tham nhiễm với những cái cảnh đẹp, tức là những cái cảnh ngũ dục ở thế gian. Đã. Thì bị thần chết mang đi như đồ trôi nàng ngủ hụt. Như là một cái người ta mà đang ngủ mà lũ lụt nó về nó cuốn trôi thì người ta không biết gì cả. Cũng như vậy, thì những cái chúng sinh mà bị vô minh che lấp, bị tham ái trói buộc, thì những cái chúng sinh đấy bị chìm đắm trong luân hồi sinh tử mà họ không biết gì cả. Mình đang sống ở trong luân hồi, đang bị trôi lăn ở trong cái dòng luân hồi, nhưng họ không hề biết là mình đang sống trong luân hồi. Họ cứ tưởng là mình hạnh phúc lắm, mình đang vui thú lắm, cho nên là những người khác xung quanh thậm chí cũng không biết, còn đến chúc mừng tặng thêm hoa, cứ tưởng rằng đây là hạnh phúc, đây là cái cuộc sống chung chướng. Nhưng mà thực ra người ta đang bị trôi trên một cái dòng nước lũ và nó đang cuốn, đang nhấn chìm những cái chúng sinh đấy dưới một cái vực thẳm rất là tang thương, rất là bi ai, rất là khổ sở, là nguy hiểm. Thế mà người ta không biết là mình đang bị cuốn trôi bởi cái dòng nước lũ này, bởi vì cái tâm lý nó đã bị điên đảo, cái tâm lý nó đã bị say sưa với những cái cảnh, với những cái hoa đẹp, thấy hoa đẹp mình quên hết rồi. Đấy là người ta sẽ chết trong một cách rất là êm đềm, thì những cái người mà tham đắm những cái đẹp của thế gian là vậy, người ta sẽ rất là nguy hiểm, người ta sẽ bị cái hoa đấy cuốn trôi theo, như là cái bông hoa ở thiên nhiên thì nó không có những cái độc tố, nhưng mà những cái bông hoa mà biết là những cái bông hoa hữu tình chẳng hạn, thì nó có tham, có sân, có si ở trong đấy. Đấy là những cái nguy hiểm. Người ta nhặt những cái bông hoa ở bên ngoài về thì rồi nó cũng héo tàn đi, mà mình nhặt những cái bông hoa mà nó thuộc về những bông hoa hữu tình về, rồi sau này nó cũng phải héo, nó cũng phải tàn. Đến lúc mà cái hoa mà nó nở thì mình vui, mà khi mà hoa nó tàn thì mình sẽ buồn phiền. Cũng như vậy, thì ở trên đời này cũng như thế, thì tất cả những cái gì nó có hình thì có, sẽ có ngày nó sẽ bị hủy hoại. Cái gì nó đẹp mấy thì đẹp, nhưng mà rồi nó cũng sẽ bị phai tàn, chứ không có cái gì nó tồn tại mãi được. Thì cái người mà chỉ cần hiểu được cái quy luật thế gian là như thế, thì cái người đó tự tại trước cả những cái đến cái đi, cái được cái mất,
thì là cái người đấy không bị chi phối bởi cái dòng lũ lụt lụt này, tức là cái người đấy sẽ không khởi lên cái tham, cái sân si. Đối với này, cái khả ái này là những cái mà mình nhàm chán. Còn cái người mà mình không có hiểu được là mọi thứ nó sẽ biến đổi, nó sẽ thay đổi, nó sẽ sinh diệt, thì cái người đấy sẽ bị tham đắm và bị chấp thủ vào những cái khả ái. Và đến khi cái khả ái đó mất đi thì bắt đầu mới sinh ra ưu buồn, sầu khổ, khổ não. Và mình lại tiếp tục đi tìm kiếm những cái hoa khác. Thế nhưng hôm nay hoa nó nở tàn xong là mình vứt đi, mai lại phải đi kiếm hoa khác về thay thế. Mình cũng tương tự như thế, cái hạnh phúc này nó mất đi, mình lại phải đi tìm kiếm cái hạnh phúc khác. Cứ như thế mà ở trên cuộc đời cũng như là đuổi hình bắt bóng. Mình cứ càng đuổi thì nó lại càng mất đi, rồi để mình cứ bị khủng, tức là bại tổ rất là nhiều những cái công lao trước lực, cuối cùng đi đến cái chỗ chết mà cũng chẳng đạt được gì cả, cũng không bao giờ thỏa mãn được. Thì vấn đề mà hoa nó nguy hiểm ở đây là người nhặt các loại hoa thì đang say tham nhiễm, các lực chưa thỏa mãn đã bị thần chết nó chinh phục. Thì bây giờ một cái người mà say đắm với những cái vẻ đẹp ở bên ngoài, và cái người đấy cứ đi chinh phục, cứ đi tìm kiếm, mình cứ nghĩ là chắc mình đạt được cái này rồi là mình sẽ hết khổ. Nhưng mà khi mà mình đạt được rồi thì nó lại muốn, cái lòng tham muốn nó lại mạnh hơn, nó lại muốn nhiều hơn nữa. Và cái điều này nó không bao giờ thỏa mãn. Như người khác uống nước mặn càng uống càng khác. Thế thì một cái người mà đi tham đắm đối với những cái đẹp ở thế gian thì mình không đạt được mình cũng khổ, mà đạt được mình cũng vẫn cứ khổ. Đạt được nó còn khổ hơn là khi mình đạt được rồi thì mình lại muốn nữa, vì tất cả những cái dục lạc ở trên trần gian này nó như thế. Đó là như là tiền của cũng được gọi là các loại hoa ở trên thế gian, mình có đi tìm kiếm, mình có đạt được bao nhiêu rồi nó cũng không thỏa mãn, vậy này mình lại muốn đi tìm kiếm nữa, muốn có nhiều hơn nữa. Những dục lạc như là ăn nhậu hay là tài sản thế gian, cái danh, cái nơi quyền chức ở thế gian cũng vậy. Mình có đạt được rồi thì cũng không bao giờ hài lòng, không bao giờ an phận, không bao giờ nghĩ là như thế đã là đủ, mà sẽ còn muốn có nhiều hơn nữa. Cho nên nó gọi là y đắm say tham nhiễm với những cái cảnh đấy. Thì tất cả những cái đấy được gọi là những cái hoa ở đây. Muốn nói là hoa thì nó mong manh, nó chóng nở, nó chóng tàn. Thì tất cả những cái vật chất ở thế gian nó cũng thế. Mọi thứ trên thế gian này nó cũng có lúc nó nở, cũng có lúc nó tàn. Mình có bao nhiêu thì đến lúc mình cũng sẽ mất bấy nhiêu. Tất cả những cái gì mình có rồi cuối cùng mình cũng sẽ mất hết. Mình có nhiều thì mất nhiều. Ví dụ như bây giờ người có một bà vợ, đến lúc bà chết thì mình chỉ mất một người. Một người có hai bà vợ, đến lúc cả hai bà chết thì mình sẽ mất hai người. Một người chết thì mình sẽ khóc một lần, hai người chết mình sẽ khóc hai lần. Thế bây giờ có 10 bà vợ chết thì phải khóc tới 10 lần. Vậy thì bây giờ có nhiều tài sản và đến lúc mất đi mình cũng sẽ buồn một lần. Có nhiều tài sản thì mất đi mình sẽ buồn nhiều hơn. Tất cả những cái thế gian này có cái gì là nó sẽ không mất đâu. Không có một cái gì là nó sẽ ở trong tay mình mãi cả, nó sẽ mất đi. Thế thì mọi thứ như vậy, những cái dục nào thế gian mình càng nhiều thì mình sẽ, rồi đến lúc này nó cũng sẽ mất đi. Và lúc đấy mình sẽ bị buồn phiền nhiều, khổ đau nhiều. Có nhiều hoa thì đến lúc mình sẽ phải đi dọn nhiều rác. Rồi có ít hoa thì mai hoa, hôm nay là hoa nhưng mai là rác, mai nó phải đi dọn nhiều. Cũng vậy, mình muốn nói là một cái người nào càng chạy theo những cái dục lạc của thế gian thì cái người đấy sẽ càng khổ, bởi vì những cái đấy nó không bao giờ làm cho mình thỏa mãn được. Có rồi lại muốn có nữa, và cho đến chết thì cũng chưa thỏa mãn những điều đó. Bây giờ cho đến chết mà hỏi mình đã thỏa mãn chưa, thỏa mãn với tài sản chưa, thỏa mãn với danh lợi chưa, thỏa mãn với quyền lực chưa, thỏa mãn với các cái dục lạc sắc dục chưa, thanh hương vị xúc pháp đã thỏa mãn hết chưa. Thì chỉ những người nào chỉ có những bậc mà đã ni dục thì mới không còn. Còn những người nào sống chạy theo dục thì lúc đấy càng cái tâm nó vẫn không thỏa mãn. Nó không thỏa mãn thì
trong to lòng vẫn còn cái chữ tham ái. Với các cái dục thì nó sẽ tham ái, nó sẽ chấp thủ. Và chấp thủ thì nó sẽ để lại những cái nghiệp hữu, và những cái nghiệp hữu nó lại khiến cho cái chúng sinh đấy, cái con người đấy đi tái sinh. Tái sinh rồi lại tiếp tục đi nhặt hoa, rồi lại tích góp hoa, rồi lại tham đắm hoa. Rồi sau đó đến chết vẫn chưa thỏa mãn, rồi lại chết, rồi lại đi tái sinh tiếp, xong rồi lại tiếp tục đi nhặt hoa nữa. Cứ như vậy nhặt hoài không thấy chán. Thế ai là cái người mà chán, ai là cái người mà từ bỏ? Ví dụ như là Thái tử Tất Đạt Đa, khi mà ngài ngộ ra có một người già, là ngài ngộ ngay là thân mình sẽ già, người yêu của mình sẽ già, con mình sẽ già, tất cả những cái người thân của mình thì sẽ già. Khi mà ngài thấy một người bệnh, ngài không biết được rồi một ngày nào đó mình sẽ bệnh, những người thân của mình cũng sẽ bệnh. Ngài thấy một người chết, mình biết được một ngày nào đó mình cũng sẽ chết, tất cả những người thân của mình rồi cũng sẽ chết. Như thế thì ở thế gian này còn có ý nghĩa gì? Những cái thân mình còn chẳng bảo vệ được nữa nè, đừng nói gì bảo vệ được thân của những người khác. Thân không bảo vệ được nữa thì đừng nói gì đến bảo vệ được voi ngựa châu bò lợn gà. Đấy là những cái tài sản động sản của mình, còn chẳng bảo vệ được, cũng như là bất động sản thì mai mốt thì bão gió chiến tranh tai nạn thì nó đến thì nó tan tành hết, đâu có bảo vệ được cái gì đâu. Thế gian là như vậy, bao nhiêu công lao mà mình dù có xây dựng nên thành những cái cung đài điện các hay là những cái tòa lâu đài như nga lông nãy đến chừng nào, thì nó cũng chỉ tồn tại được một cái mức độ ngắn ngủi thôi. Thì nó là hoa mà, hoa thì nó sẽ tàn, hãy nhìn hoa rồi mình sẽ suy ra mọi thứ đi. Hoa nó nở thì nó sẽ tàn như vậy, cái gì nó tụ thì nó sẽ tan. Hôm nay mình cố gắng mình xây dựng cho cái này nó đẹp lên, nó to lên, nó cao lên, nó vững vàng cho nó chắc chắn đi, nhờ nó sẽ tồn tại được có thể là 5 năm, 10 năm, 50 năm sau, nhưng mà 500 năm sau thì chắc là sẽ không còn. Thì mọi thứ nó đều như thế, hoa là như vậy, nó có cái tính nở và tàn như vậy. Rồi trở nên nó tàn rồi mình lại tiếp tục đi nhặt hoa, rồi lại tiếp tục đi xây đắp lên thành những bông hoa khác, rồi mai lại đi để nó lại tàn đi. Thì cái người mà không hiểu ra cái quy luật của nó, suốt ngày cứ đi chinh phục, suốt ngày cứ đi nhặt hoa mà nhặt mãi không chán, rồi chết chết rồi lại tiếp tục đi tái sinh trở lại để nhặt hoa tiếp. Đấy, hoa chất đống ở xung quanh đấy mai mốt thì nó cũng tàn hết. Thì tất cả những cái động cơ mà nó khiến cho mình đi làm cái này làm cái nọ, rồi đấy là do cái tâm đắm say tham nhiễm của mình, nó làm cho mình không thỏa mãn. Còn nếu mà một cái người nào biết thỏa mãn thì mình sẽ làm cái gì? Sẽ làm cái gì để cho thỏa mãn? Đó là mình phải làm cái gì cho nó có ý nghĩa hơn, phát triển cái đống hoa lòng, cái hoa ở trong tâm. Cái hoa tâm nó nở ra thì nó mới tồn tại được. Như ông đến với hoa không hạ sắc và hương, che chở hoa đấy vị bậc thánh nhi còn làm. Thì bây giờ ai ở trên đời này cũng sẽ phải thọ, mình cũng phải thọ dụng những cái vật chất ở bên ngoài. Thì những cái người đấy là dù ít hay nhiều mình cũng vẫn phải đi nhặt hoa, sống ở trên đời là như thế. Thì một cái người đi nhặt hoa mà không bị thắm nhiễm với hoa, thì cái người đấy sẽ bảo vệ hoa để lấy mật. Thì ở đây có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng là như con ong nó đi lấy mật hoa thì nó không có phá hại hoa, chỉ lấy mật. Thì một cái người cũng vẫn sống ở trên đời này, có thọ dụng cái này cái kia, nhưng mà mình không có phá hoại cái người trên đời. Thì giống như là một cái bậc thánh ở đây là các cái vị khất sĩ, các vị tỳ kheo đi vào trong đàn ăn xin, xin ăn, thì đấy là đến như đấy là ong đến với hoa, không có hại, không làm hại hoa. Có nghĩa là mình ăn xin, nhưng mà mình phải biết cái thân phận của người ăn xin, thì ăn xin thì nó cũng chừng mực thôi. Mình có xin nhiều quá, xin nhiều quá thì nó sẽ tan nát hết cái tài sản của người ta. Như vậy thì Đức Phật muốn nói là phải sống thiểu dục chi túc, ví dụ xin cái gì nó cũng sống cho nó đủ ăn thôi, thừa thãi quá, đủ mặc, đủ để ở thôi, đủ để dùng thôi. Trong chi túc cái đừng có
đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều quá thì đến lúc mà những có những cái gia đình người ta có đức tin, ví dụ như thời Đức Phật có những gia đình thí chủ, người ta là những bậc thánh nhân, những bậc dự lưu, thì người ta có một cái niềm tin bất động nơi Tam Bảo. Và những cái vị tỳ kheo đến xin thì người ta cũng cho, xin thì người ta cho, thậm chí người ta cho hết cả tài sản mà người ta không còn liên tiếp, thì đấy là người đến với hoan làm hạ đến cái cuộc sống của người ta. Cho nên là Đức Phật còn phải chế ra một cái giới, đó là biết những cái thí chủ nào, những cái gia đình cư sĩ nào mà những cái bậc đã đắc được đạo quả thì mình không được đến, được đến xin xác thực ở những cái gia đình đấy. Những cái gia đình có cái lòng tin tuyệt đối thì người ta có thể không còn nuôi tiếp tài sản mà người ta sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Thế là như ong đến với hoa không hại sắc và hương. Thì tiếp theo là không nên nhìn lỗi người làm hay không làm, nên tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Thì cái người mà hay nhìn lỗi người là cái người đấy là hay soi mói người khác là có làm gì hay không. Đức Phật dạy là hãy nên tự nhìn chính mình. Thì cái tâm của con người vậy, có cái tâm là hướng nội, cái tâm hướng ngoại. Cái tâm mà hướng ngoại là mình hay hướng ra cái bên ngoài, mình thấy cái đẹp thì mình yêu, mà thấy cái xấu là ghét. Còn có những cái người thì có cái tâm đó là chỉ nhìn vào bên trong mình. Mình thấy những cái tâm tham nó khởi lên thì mình biết nó là tham, là bất thiện. Thấy sân nó khởi lên biết như đấy là sân, nó là bất thiện. Mình diệt trừ những cái tâm đấy. Thì những cái tâm nào mà những cái tâm gọi là những cái tâm tốt đẹp thì cũng được ví như hoa, mà những cái tâm mà xấu xa, những cái tâm mà có những cái người có cái tâm thì rất là xấu xa thì những cái tâm đấy là giống như là bụi nhơ, không có được tươi đẹp. Thì cái người tu tập cái tâm làm cho cái tâm nó tươi đẹp, giống như hoa tươi nở. Thì cái người đấy sẽ không sẽ được thể hiện ra bằng cái cách là không đi soi mói cái nỗi của người khác. Chỉ suốt ngày quan tâm là người ta có làm này, người ta làm cái kia, rồi ngồi đâu cũng bàn luận, cũng khen chê, người này chê bai, chỉ trích, chỉ bán người kia. Trong khi đó lại không biết là mình có lỗi lầm hay là mình tốt đẹp đến đâu, mà cứ đi nhìn người khác. Thì cái sống ở trên đời mà cứ đi soi mói như vậy thì sẽ sinh ra cái tâm yêu ghét, hay là giận hờn, hay là sinh ra cái sự chia rẽ, mất đoàn kết, nói phỉ báng công kích, làm cho mọi người đấu đá lẫn nhau, để làm cho cái sự bất hòa ở trong gia đình, ở trong xã hội. Thì cái điều đó là những cái điều xấu xa của những cái tính nết được xấu xí, và những cái tính nết xấu xí đấy thì đi ngược lại với những cái đẹp ở bên ngoài. Được tượng trưng cho những người ta dâng những cái hoa lên để cúng Phật, vì người ta tin rằng Đức Phật có những cái tâm trí đẹp như hoa, thì rất là với tâm của Đức Phật rất là thanh tịnh, tâm của ngài không có những cái cấu uế, và người ta tặng hoa cho những người khác để người ta mong muốn cho mọi người hãy sống có một cái cuộc sống nó vui vẻ, nó tươi đẹp như hoa. Thế thì những cái người mà hay nhìn lỗi người, hay phỉ báng, hay công kích, hay chỉ trích người khác, thì những cái người đấy là ngược lại với những cái vẻ đẹp đấy. Ý muốn nói là những người đấy là những người cực kỳ xấu xa. Nhưng ngoài cái vẻ đẹp, trên cuộc đời có rất nhiều cái đẹp mà mình lại không có thấy. Hoa trời trời trước mặt mà mình không thấy, là mình lại cứ đi nhìn vào cái rác rưởi. Vậy bên cạnh hoa hay là bên dưới cái cành hoa nó là cái gì? Bên dưới cành hoa ấy, thì nó sẽ là những cái rác rưởi, cái trình đầy. Ví dụ như là bên dưới cái cành hoa sen nó là một cái trình đầy. Bên dưới những cái bông hoa khác có thể nó có những cái đất, những cái bùn, những cái phân quế, nhớt, nước tiểu. Thì bây giờ cái người đi ngắm hoa thì sẽ ngắm cái gì? Người đi vào trong vườn ngắm hoa thì hoa ở trên mình không ngắm, mình đi vạch lá nhìn xuống dưới phân, mình bảo ôi hoa đẹp thế này mà sao dưới toàn phân. Thì sao hoa mình không ngắm, mình phải đi ngắm phân. Thì bây giờ cũng vậy, người ta có rất là nhiều cái tốt sao mình không nhìn, mình không khen, mình không tán thán.
mình cứ đi nhìn vào cái nỗi của người ta thì là cái người mình đang ngắm ấy, đi ngắm hoa, đi ngắm phân làm chi. Vậy người ta có rất là nhiều cái đẹp ở bên ngoài, nhưng mà trong thân người ta rất là có rất là nhiều những cái xấu xa nữa, người ta che đậy đi, mình cố gắng mình vạch ra mình xem cái xấu xa. Thì cái người mà hay đi nhìn nỗi người là như thế, đó là mình không biết nhìn thấy cái đẹp, mình nhìn thấy cái xấu. Bản con người ta ở trên đời vậy, chỉ ngoại trừ Đức Phật là không có lỗi lầm gì. Từ khi ngài có cái thân tứ đại thì cũng như thân tứ đại của mọi người, đất nước lửa gió bên trong của ngài cũng đầy những cái phân tiểu, đấy là cái thân tứ đại. Mà người ta đến Đức Phật, nhưng mà người ta vẫn quỳ xuống, người ta cung kính, người ta nạy Đức Phật, người ta hôn chân Đức Phật, người ta đặt chân Đức Phật lên đầu mình. Vậy thì có phải là vì người ta kính trọng cái thân tứ đại của Đức Phật không? Người ta kính trọng là thân tứ đại của Đức Phật nó đẹp, nó có mùi thơm không? Mà thân tứ đại của Đức Phật cũng thế thôi, nó cũng có mùi hôi, nó cũng có mùi thối, nó cũng có đủ mọi thứ hôi hắm, nhưng mà người ta vẫn tôn Đức Phật lên cái rất là cao, người ta quỳ, người ta nạy ở dưới. Người ta nạy cái gì? Người ta nạy cái trí tuệ của Đức Phật, người ta nạy cái đức hạnh của Đức Phật, cái giới của Đức Phật, cái định, cái tuệ, cái giải thoát chi kiến, cái toàn giác trí của Đức Phật. Những cái điều đấy mà những cái hoa thế gian này không thể nào mà sánh bằng được. Người ta dâng hoa lên bởi vì người ta thấy rằng trên cuộc đời này không còn cái gì đẹp hơn hoa nữa để mà dâng kính Đức Phật. Người ta muốn cúng dường lên Đức Phật những cái gì còn đẹp hơn hoa nữa cơ, chứ không phải chỉ hoa. Nhưng mà trên đời này chẳng còn cái gì đẹp hơn hoa để tượng trưng cho cái trí tuệ của Đức Phật, nó thanh tịnh như thế, nó tinh khiết như thế, nó đẹp không một chút bụi trần như vậy. Cho nên là ai đến chùa thì đã dâng hoa, mình thấy dâng hoa lên cúng Phật nhiều đến như thế không? Nhưng mà bây giờ có người thì soi mói à? Bây giờ mình nhìn thấy, nhìn Đức Phật, Phật này bằng đá, Phật này bằng đất, Phật này bằng xi măng, tôi phải lễ Phật nào phải bằng vàng, Phật nào phải bằng đồng, phải bằng những chất báu thì sáng đáng tôi lên. Thì cái điều đó là làm sao mình đang soi mói cái gì? Đấy là cái người không biết cách, không biết nhìn nhận. Thì cũng là con người cũng thế, ví dụ như là có những người ta làm việc tốt, mà có 10 cái tốt mà có một cái xấu, là không nên nhìn vào cái 10 cái tốt mà cứ nhìn vào một cái xấu người ta thì bắt đầu sẽ kể nể rồi phỉ báng, công kích, chỉ trích. Thì đấy là cái người đi nhìn nỗi người, là một cái người có cái tâm rất là xấu, và cái điều đó nó sẽ làm cho cái tâm của mình đó bị tham sân si rất là nhiều, mà không có thấy được cái tốt đẹp của người khác. Và cái người này bị rất là coi thường, nên là không nhìn nỗi người, người chỉ đi nhìn nỗi người mà không có làm hay không làm, mà nên tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Vậy thì cái người ta nên tự nhìn vào chính mình, mình có lỗi thì mình chuyển, chứ không nên nhìn vào lỗi của người khác. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vẫn lời khéo nói, không làm không kết quả. Như một cái bông hoa ở đời thì nó có cái hoa mà có sắc nhưng mà này không có hương. Nhưng mà có cái bông hoa nào nó có hương mà nó không có sắc không? Mình đã nhìn thấy cái bông hoa nào nó chỉ có mùi hương mà nó không có sắc không? Thì bông hoa có sắc mà nó không có hương thì có, mà hoa có sắc có hương cũng có, phải không? Thì ở trên đời cũng thế, có những người thì dùng những cái lời hoa mỹ, dùng những cái lời nói văn chương bay bổng để diễn tả, để mình nói chuyện, gọi là nói chuyện phù phiếm. Người nói chuyện phù phiếm, nói những cái điều hay, nhưng mà cái người đó sống lại không có hay, không thực hành để tốt đẹp, thì gọi là như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Như là mình nói nhưng mà không thực hành. Như là cái giáo pháp của Đức Phật thì rất là hay. Có những cái người ta sẽ học những cái giáo pháp của Đức Phật, và người ta sẽ giảng cái giáo pháp của Đức Phật theo cái lối giảng gọi là cái lối giảng hoa mỹ, tức là dùng những cái ngôn từ bóng bẩy để ca ngợi, để tán thán, để đưa cái giáo pháp của Đức Phật lên mây, và
nhưng mà người ta nghe thì nó rất là bùi tai, nhưng mà người ta không thực hành được. Thì cũng như thế, cái người mà thì đấy là cái lời nói mà không thực hành, hay là cái người nói đấy, giáo pháp của Đức Phật là phải từ bi hỷ xả, luôn luôn cũng lúc nào cũng tán thán cái điều đấy, nhưng mà cái người học cái giáo pháp đấy, giảng giáo pháp đấy lại không có cái tâm từ bi hỷ xả. Cái giáo pháp của Đức Phật là phải đạt đến cái vô tham vô sân vô si, nhưng mà cái người học giáo pháp, giảng giáo pháp nhưng lại không có tu tập để đi đến cái sự vô tham vô sân vô si, mà lại còn tham sân si, thì đấy gọi là cái giáo pháp, như là cái lời khéo nói mà không làm không kết quả. Còn lại như bông hoa tươi đẹp có sắc lạ thêm hương, cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả. Thì một cái bông hoa mà nó vừa có sắc vừa có hương thì nó sẽ có giá trị hơn những cái bông hoa mà có sắc mà không hương. Thì muốn nói là những cái người mà có cái sự học và có cái pháp hành, và muốn nói là cái người mà có pháp học, có học và có thực hành, thì cái người đấy có thể giảng được giáo pháp và có thể thực hành giáo pháp, giảng dạy được cái giáo pháp đấy, thực hành và hướng dẫn cho người khác thực hành được giáo pháp đấy, và cái giáo pháp đấy có thể chứng đạt được đến cái đạo quả. Còn có những cái người thì có thể giảng được giáo pháp nhưng mà bản thân vì đó không thực hành được giáo pháp, và cũng không có thể hướng dẫn cho người khác thực hành được giáo pháp, thì giống như là một cái người mình chỉ giống như là đi mình giữ tiền cho người khác, nhưng mà nó tiền đấy không phải là của mình, hay là một cái người mình đi chăn bò cho người khác mà cái bò đấy không phải là bò của mình, hay là giống như là một cái muỗng mà nó hàng ngày nó ngâm ở trong cái tô canh nhưng mà nó chẳng có thể cảm nhận được cái vị canh. Thì cũng như vậy, cái người có thể học rất nhiều giáo pháp, nghe giảng rất là nhiều, học kinh điển rất là nhiều, nhưng mà vị đó không thực hành, vị đó không biết cái mùi vị của giải thoát nó làm sao, không thể nào biết được cái trạng thái ni dục ni ác bất thiện pháp nó làm sao, ni tham ni sân ni si nó làm sao, tức là vị đó không nếm được cái vị của giáo pháp, mặc dù vị đó hàng ngày có đã học rất nhiều giáo pháp. Thì đấy là những người mà có học mà không có hành, thì nó giống như là một bông hoa có sắc nhưng không có hương. Một bông có người mà có học mà có hành thì nó giống như là một bông hoa mà có sắc mà có hương. Thế thì người mà người mà học nhiều mà không thực hành, thì cái người đấy lại dùng cái giáo pháp đấy vào để làm tăng trưởng cái tham sân si của mình, thì cái điều đó lại đi ngược lại, đôi khi lại làm lại dùng cái pháp đấy lại làm cái pháp của bậc thượng nhân hay là cái pháp mà đi đến ni dục, nó lại tăng trưởng cái lòng tham dục lãng mạn. Cái pháp mà đi đến đoạn trừ khổ đau có thể nó sẽ làm tăng trưởng cái khổ đau cho những cái người mà không biết sử dụng cái giáo pháp đấy. Như Đức Phật, vậy thì cái người mà có học ít nhưng mà thực hành nhiều thì vẫn tốt hơn người học nhiều mà thực hành ít. Thì điều đây vẫn là phải học pháp nên chưa đủ mà phải thực hành pháp, thì thực hành pháp thì nó mới tỏa ra cái hương thơm, cái hương thơm của cái giáo pháp đấy, và cái hương thơm đấy chính là hoa, gọi là hoa mà nó có hương mà không có sắc là vậy. Có những cái hoa mà mình không nhìn thấy cái hình tướng của nó đâu, nhưng mà lại có được cái mùi vị, lại có thể bay tỏa ngào ngạt khắp mọi nơi. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thanh thân sinh tử phải làm nhiều việc này. Thì có một cái đống hoa, một cái đống hoa ở đây là có rất là nhiều cái đống hoa mà để ngổn ngang ở bên ngoài thì nó không đẹp, nhưng mà khi mà sâu chuỗi nó nát thì nó sẽ rất là đẹp. Cũng vậy thì ở trên cuộc đời này thì mình có thể làm những cái việc tốt đẹp, nếu như mình chỉ làm một hai việc thôi, chỉ một hai việc tốt đẹp thì nó giống như những bông hoa nẻ noi. Bông hoa nẻ noi, ví dụ bây giờ mình
đưa một bông hoa lên mình cắm lên trên bàn, thì có ai là người chỉ có dùng một bông hoa? Và khi mà cắm lên thì người ta sẽ có rất là nhiều bông hoa. Nhiều bông hoa thì nó mới thành tựu một cái tràng hoa, thì cái vẻ đẹp nó mới thực sự là lộng lẫy trang hoàng. Chứ bây giờ người ta chỉ đem đi đâu, người ta chỉ đem một bông hoa thì người ta trưng bày thì người ta nhìn nó rất là vô duyên. Cũng vậy, chỉ ở trên đời này mà tôi cũng là một cái người làm việc phước lắm ấy. Cách đây 20 năm trước tôi đã từng biết làm một việc thiện, chắc là lần này chết tôi sẽ được hưởng cái phước của việc thiện đấy. Có ai tự hào điều đó? Thì cũng vậy, nếu như mình chỉ làm một việc phước lành, hai việc phước lành thôi thì thật là quá ít ỏi, thật là quá là nẻ noi. Làm như thế thì nó cũng không có thành tựu được một cái gì, mà phải làm nhiều việc này. Mà bởi vì cái thân sanh tử của mình sinh ra mình sẽ sống trong nhiều đời nhiều kiếp, mà những cái đời kiếp đấy có nhiều đời nhiều kiếp trong sinh tử ấy, thì mình phải nương tựa vào cái gì? Tức là mình nương tựa vào chính cái việc lành việc thiện mà mình đã góp nhặt. Ví dụ như nói rằng là tôi lâu một tháng ngồi thiền được một lần ấy, mà một tháng ấy, giữ giới được một ngày, như vậy thì đã đủ để cho mình nương tựa, đã đủ an tâm chắc chắn là tôi sẽ không có sinh vào cõi nơi khổ. Cũng vậy thì cũng như là một cái người mà mình đi góp nhặt những cái tài sản ở thế gian, bây giờ mình chỉ ở một tháng tôi đi làm một ngày có đủ ăn không, có đủ để no cho cái cuộc sống hiện tại, no cho cuộc sống tương lai, mình có thể no cho những người khác được hay không? Thì bây giờ mình đi góp nhặt những cái tài sản ở thế gian, mình no cho cái cuộc sống hiện tại, no cho người thân, no cho tương lai của mình như thế nào, thì mình phải đi góp nhặt những cái điều lành cũng phải như thế vậy. Góp nhặt những cái điều lành là cũng là để no cho mình ở đời sau, ở nhiều đời sau nữa. Vậy thì một cái người đấy, người phải biết thế nào là những cái việc lành, thế nào là những cái việc tốt đẹp, và những cái việc gì là những việc nên làm, và mình tích lũy những cái việc lành đấy hàng ngày là như thế nào. Bao giờ có mấy người trên đời hiểu là những cái việc này là những gì, tích lũy hàng ngày là tích lũy làm sao? Thì ví dụ như là bây giờ một cái người đấy có thể tích lũy những việc này, làm nhiều việc này đấy bằng cái pháp giữ giới. Hôm nay mình cũng giữ giới, ngày mai mình cũng giữ giới, ngày mốt mình giữ giới, ngày nào mình cũng giữ giới, đấy là ngày nào cũng làm việc này, đấy là mình đang kết những cái tràng hoa, cái tràng hoa giới đức của mình bắt đầu nó mới dần dần đi, cứ góp nhặt từng bông hoa vậy. Tức là mỗi một ngày giữ giới là một ngày mình đang kết một bông hoa vào, nhiều ngày giữ giới là mình sẽ kết thành nhiều bông hoa vậy, bắt đầu dần dần nó sẽ thành một tràng hoa. Khi mà nó thành một tràng hoa rồi thì mùi thơm nó mới ngào ngạt. Chứ còn bây giờ mình có giữ giới một, bây giờ mình mới giữ giới được có một ngày đã có ai khen mình chưa, hỏi cái người đấy hiền lành lắm, đức độ lắm, giới hạnh lắm, đáng cung kính lắm, đáng được chắp tay, đáng lễ bái, đáng cúng dường lắm. Tôi trước kia cách đây một năm hai năm trước tôi giữ giới được một ngày, bây giờ mọi người có quý trọng tôi không? Và thì cũng như thế, nếu như cái việc lành đấy của mình làm mà nó không có được nhiều, thì nó sẽ không có tỏa cái hương thơm ngát được. Vậy như một bông hoa mình để ở trong phòng thì nó có tỏa hương thơm ngát cho mọi người cùng thấy không? Nhưng mà nếu như bây giờ có một tràng hoa rất là lớn ở trong cái phòng này, thì ở trong này nó có ngập mùi hoa không? Cũng như thế, nếu như bây giờ mình mới chỉ làm việc này được có một lần thôi, mà mình muốn là mọi người phải khen ngợi tôi đi, tôi làm việc này như này, thì không ai khen cả. Mà bây giờ không cần phải ai khen hết, mình cứ làm đi, hôm nay mình làm, ngày mai mình làm, hôm nay làm việc này, mai làm việc này, kia làm việc này, ngày nào cũng làm việc này, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nữa sẽ có người ta khen ngợi, nhân gian khen ngợi mà chư thiên cũng khen ngợi. Tức là ngày nào mình cũng giữ giới là làm việc này đấy, mà giữ giới lâu ngày thì nó thành giới hạnh, thành giới đức, rồi là nó
rồi là những cái giới hạnh giới đức đấy của mình, nó gọi là giới hương đấy. Giới hương của mình nó sẽ lan tỏa, lan tỏa từ gần đến xa. Ví dụ như là cái bông hoa này nó có hương, nhưng mà hương của nó chỉ có lan tỏa được mấy mét thôi. Theo cái chiều gió nó chỉ đưa được từ góc vườn này đến góc vườn kia là hết rồi. Nhưng mà cái người có giới đức thì cái hương giới đức nó sẽ lan tỏa đến rất là nhiều nơi. Ví dụ như là Đức Phật sinh ra ở Ca Tỳ Na Vệ thuộc Đông Bắc Ấn Độ, cách đây bao nhiêu km. Thế mà tại sao ở đây ai cũng phải đắp hình tượng của Đức Phật, ai cũng phải chiêm bái Đức Phật, ai kính lễ Đức Phật, ai cúng dường Đức Phật, là vì cái gì? Là vì cái gì mà? Là vì Đức Phật có đức hạnh lớn. Đức Phật tu tập cái đức hạnh đấy, Đức Phật đã kết cái tràng hoa đức hạnh này trong bao nhiêu ngày? Có phải là kết cái tràng hoa đức hạnh của Đức Phật trong một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm không? Đức Phật đã phải kết trong 4 la thang kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Như thế cho nên là cái hương của Đức Phật mới lan tỏa đến Việt Nam này. Bây giờ mình thấy Đức Phật mình hoan hỉ không? Mình vẫn còn cảm nhận được cái mùi hương của Đức Phật lan tỏa ra, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát của Ngài. Thì đấy là cái thân sanh tử này, nó thế mình làm nhiều việc lành vào. Đừng có làm một ngày đủ đâu, mà cứ phải làm một ngày, rồi làm một năm, làm hết một đời này cũng chưa đủ. Mới chỉ được một khúc thôi, chưa thành một tràng hoa. Mà phải làm nhiều đời, nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp nữa. Sinh ra đời nào mình cũng phải làm việc này như vậy. Thì đấy là kết thành cái tràng hoa. Thì những cái điều này mới được ví như là những cái điều tốt đẹp, mới được ví như hoa. Hoa ở đây không phải là mình đi ra kia mình nhặt cái hoa hồng, hoa cúc, hoa đan mình chuỗ sâu lại về mình thưởng thức đâu, mà ở đây hoa ở đây là hoa giới hạnh, mình giữ giới hành thiền định, gọi là giới hoa, định hoa, tuệ hoa. Những cái hoa đấy nó không có màu sắc, không có hình tướng gì, nhưng mà nó có mùi thơm của hoa. Thì từ một cái đống hoa đấy nhiều tràng hoa được làm, mình phải làm nhiều. Đống hoa là chỉ cho cái gì? Đó, chỉ cho những cái ngày tháng mình còn trôi đang ở trong sinh tử này còn rất là nhiều bạc ngàn, nhiều vô tận. Tha hồ kết tràng hoa. Có những ngày mà mình còn ở trên đời này còn bao nhiêu ngày thì hãy kết mỗi ngày một bông, rồi lâu nó thành một tràng. Mỗi đời một tràng thì lâu nó thành một cái tràng lớn. Cứ như vậy để cho đến lúc mà nó thành tị, rồi thì lúc đấy mình sẽ được tự tại. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Thì từ đây là muốn nói là hương các cái loại hoa, hoa thiên nhiên, hoa tự nhiên ở thế gian này thì nó chỉ có thể là bay xuôi theo chiều gió. Tức là nếu như mà mình để một cái bông hoa ở trước đằng trước mặt mình mà có một cái làn gió nó thổi qua, ví dụ như thỉnh thoảng mình đang ngồi ở một cái nơi nào đấy mình sẽ ngửi thấy cái mùi hoa nó thoảng qua, là vì gió đưa mà. Gió nó đưa cái mùi hoa đấy nó bay vào cái mũi mình thì mình mới ngửi thấy. Thì những cái hương của các loài hoa thế, còn ai mà ngồi ngược chiều gió thì mình sẽ không thấy mùi hoa, mình sẽ thiệt thòi ngồi ngược gió. Ai mà may mắn ngồi xuôi gió thì mình sẽ thấy được mùi hoa. Hương của các loài hoa bay ngược chiều gió. Thế bây giờ những cái hương mà hương của các cái xác chết thì có bay ngược theo chiều gió cũng bay vậy mà không? Ai mà ngồi xuôi chiều gió mình sẽ được ngửi những cái mùi hôi hăm. Bây giờ trên đời cũng vậy, những cái tốt đẹp mà nó sẽ có những cái mùi hương thơm, những cái mà xấu xa nó có những cái mùi, có những cái mùi thối tha. Vậy những cái người nào mà sống tốt đẹp thì sẽ có những cái tiếng thơm được mọi người khen ngợi, những người xấu xa làm sao thì nó sẽ có cái mùi xấu xa để mọi người sẽ ngửi thấy là chê bai chỉ trích. Thì ở trên đời để hương các cái loài hoa thơm ngược bay trời đó là hương, nhưng hương người đức hạnh, tức là những người nào có đức hạnh thì sẽ ngược gió tung bay, thì có thể là sẽ lan tỏa đi khắp mười phương, lan tỏa đi khắp mọi nơi. Thì những bậc có đức hạnh như thế, như là
những cái bậc có đức hạnh từ ngàn xưa đến giờ mình vẫn còn như danh thiên sử ấy. Như Đức Phật hay là các bậc thánh nhân, thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Nam Đà Đệ Ca Diếp, Mục Kiền Liên, đến bây giờ mình vẫn còn tôn kính và phụng thờ. Đấy là do cái đức hạnh của các ngài, và không phải là ở nhân gian này mà cả thiên giới vị chư thiên cũng hoan hỉ cũng kính lên tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Làm việc này thì sẽ nhiều người khen ngợi tán thán, làm nhiều việc ác thì sẽ có nhiều người sẽ quán trách, sẽ chê bai chỉ trích, giống như hoa của thế gian. Hoa trên đàn giả là hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hôn hoa ấy giới hương là tối thượng. Thì giới hương là tối thượng. Nên khi mà Đức Phật lúc ngài sắp vào niết bàn, lúc đấy nhân gian và thiên giới mang hoa đến để dâng cúng dường thì Đức Phật lúc đấy hoa mạn đà na, hoa của các hàng chư thiên rải ngập cả trên mặt đất, ngập hết cả những cái khu vực mà xung quanh Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật nói với ngài Anna này, Anna, cái sự cúng dường của chư thiên và nhân loại đối với ta là tối thượng, tức là mang rất là nhiều các cái hoa mạn đà na, hoa sen, hoa vũ quý để cúng dường. Nhưng mà lúc ấy Đức Phật nói là cái sự cúng dường này là không cao thượng, sự cúng dường này chưa phải là cao thượng, mà cái người mà thực hành giới định tuệ mấy cái sự cúng dường cao thượng. Thì cái người nào mà có giới hạnh hay là thực hành những cái lời dạy của Đức Phật, giữ giới, hành thiền chỉ, hành thiền quán, những cái người đấy, những cái hoa đấy mới, những cái điều đó mới là tối thượng. Chứ còn những cái hoa thiên hoa, hoa ở cõi trời, hoa ở cái cõi người này, nó dù mình có dâng cúng lên bao nhiêu thì rồi nó cũng nở, rồi nó cũng tàn. Chứ vì cái người đời người ta cứ thích thú với những cái đẹp, người ta nghĩ là cái đẹp đấy để người ta tượng trưng cho cái lòng chân quý, người ta dâng cúng lên Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy hoa đẹp, Đức Phật có thích không? Đức Phật có ngắm nghía, Đức Phật có khen hoa đẹp nhỉ? Thế cho nên sao mà cứ dâng hoa lên cúng Phật? Vì người ở thế gian mình thì nghĩ rằng là ngoài hoa ra chẳng biết còn cúng dường Phật cái gì cả, thì dâng lên hoa lên cúng Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng không khen ngợi, không tán thán, không chê bai, không chỉ trích gì cả. Đức Phật chỉ nói là cúng dường những cái hoa đấy không phải là cao thượng, không phải là đúng pháp, mà phải cúng dường những cái giới hạnh, tức là cái người mà thực hành những cái điều Phật dạy, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát. Thì cái người có giới, tức là cái người thực hành giới hạnh, mình có giới hạnh, giữ giới, ví dụ như mình giữ năm giới, giữ tám giới, mình giữ một cách thật sự, giữ một cách chân thành, tận tụy, thì đấy là mình đã cúng dường Đức Phật rồi. Cúng dường là cái gì? Là mình đã thực hành lời dạy của Đức Phật, mình đã làm cho Đức Phật hoan hỉ rồi. Vậy thì cái người Đức Phật sẽ, bây giờ có rất là nhiều người mang đủ các loại hoa quý đến dâng cúng Phật, còn một người đi đến với tay không, chẳng có gì cả, thì Đức Phật sẽ hoan hỉ với ai? Nhưng mà Đức Phật sẽ hoan hỉ xem, Đức Phật sẽ biết người nào có giới hạnh và người nào không giới hạnh. Những người mà ăn đến rất nhiều hoa dâng lên cúng Phật nhưng mà trong tâm họ rất là ô nhiễm, rất là tham sân si, đầy dẫy những dục vọng, đầy dẫy những cái sự nóng giận. Còn một cái người có giới hạnh trang nghiêm, tề chỉnh, có uy nghi, thì Đức Phật sẽ hoan hỉ với cái người có giới hạnh đấy. Vậy thì mình có dâng cúng lên bao nhiêu những cái điều tốt đẹp lên Đức Phật mà không có giới hạnh, Đức Phật cũng không hoan hỉ. Nhưng mình có giới hạnh là đã dâng cúng Đức Phật rồi, là mình đã cúng dường Đức Phật rồi. Vậy thì hãy sống có đức hạnh, là cái sự cúng dường cao hơn, là cúng dường những cái hương hoa kia, những cái hương hoa bằng vật chất này. Thì đấy là cái sự cúng dường. Thì cái giới hương ấy là vô thượng như vậy. Vậy thì cái người đấy có giới đức thì sẽ quý hóa hơn cả những cái hoa mạn đà na, hoa sen, hoa vũ quý này. Bởi vì những cái bông hoa đấy nó rất là chóng tàn, và cái hương thơm của nó cũng rất là mong manh,
còn cái giới hương thì nó mới vững bền mà nó mới lan tỏa sâu rộng hơn, nó mới là cái sự an ổn hơn, nó mới là một cái vẻ đẹp tinh khiết hơn. Cái vẻ đẹp đấy là cái vẻ đẹp từ ở trong tâm của cái người đó, từ cái tâm thiện lành của cái người đó. Ít giá trị hương này, hương chiên đạn già na chỉ hương người giới hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Thì cái hương cũng thế, như là cái hương hương trầm, như là người ta đốt những cái trầm là hương ấy, là trên đàn hay gọi là trầm hương ấy, hay là hương già na này, những cái hương ở cõi nhân thiên giới nữa, là những cái hương được gọi là tối thượng ở nhân gian, rất là quý báu, và nó có cái giá trị như là như vàng, như cũng như ngọc ấy. Vì có cái mùi hương rất làm cho người ta rất là ưa chuộng và nó có giá trị lớn. Nhưng nó chỉ có giá trị với những cái người thế gian không có hiểu cái con đường giải thoát. Thế còn đối với Đức Phật, Đức Phật coi những cái hương đấy là không có giá trị nhiều. Nhưng người ta hay dâng hương lên cúng Phật là vậy này. Hương thì thời xưa thì người ta lấy những cái hương trầm dâng cúng Phật hay là hương tràm dâng lên cúng Phật. Nhưng mà bây giờ những cái người dâng cúng mà không có giới hạnh thì Đức Phật cũng không hoan hỉ, mà Đức Phật hoan hỉ với những người có giới hạnh. Với cái người nào có giới hạnh thì sẽ còn quý hơn là mình dâng những cái thứ hương ở bên ngoài lên cúng. Thì những cái hương và cái hoa dâng lên cúng là để tượng trưng cho cái hương hoa ở trong lòng mình. Hương hoa ở trong lòng mình, hương là giới hương ở trong lòng mình, hoa là những cái thanh tịnh, cái tấm lòng thanh tịnh ở trong lòng mình. Thì cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh, có cái giới hạnh rồi, thì ngay cái lúc đấy mình đảnh lễ Đức Phật cũng là mình đã cúng dường lên Đức Phật cái giới hạnh của mình, cái trí tuệ của mình rồi. Và nó không quan trọng bởi những cái hình thức là mình phải đi ngắt hoa về cúng Phật, mình không ngắt hoa cúng Phật cũng được, nhưng mà mình chỉ chắp tay mình lễ Phật. Nếu như mình có giới hạnh, mình giữ năm giới hay tám giới hay là giới của người xuất gia, và mình có cái giữ giới thanh tịnh đấy, hàng ngày mình cứ chắp tay đảnh lễ Đức Phật là mình đang dâng lên cúng dường Đức Phật bằng cái giới hương của mình. Và cái giới hương đấy không những là ở nhân gian này cũng cảm nhận được, mà đến cả các vị chư thiên cũng cảm nhận được, chứ đừng nói gì đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ đã nhập Niết Bàn rồi thì không nói nữa, nhưng mà các vị chư thiên vẫn có thể biết được ai là những người có giới hạnh, vẫn có thể biết được cái tâm của cái người nào là người thanh tịnh, người nào là ô nhiễm. Dù mình có cúng bao nhiêu hương hoa, có giá trị bao nhiêu, tiền bạc vật chất bao nhiêu, nhưng mà cái tâm mình ô nhiễm, mình vẫn không làm cho các thiên thần hoan hỉ, chứ đừng nói gì làm cho Đức Phật hoan hỉ. Vậy thì một cái người mà có cái giới hạnh, có cái tâm thanh tịnh, thì mình sống ở đâu mình cũng làm cho những người ở xung quanh được an ổn, được hoan hỉ, và các vị thiên thần ở đấy, các vị chư thiên ở nơi đấy cũng hoan hỉ, cũng an ổn. Và mình kính lễ Đức Phật thì mình sẽ có cái phước lành lớn, là mình đã kính lễ bằng cái đức hạnh mình và bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Điều đó quý báu hơn là mình phải đi tìm kiếm những cái hương hoa ở bên ngoài. Vì vậy nên là đến cúng Phật không nhất thiết là trên tay mình cứ phải mang hương mang hoa, có thì mình mang, còn nếu không có thì mình để cái thời gian đi tìm kiếm hương hoa đấy mà tu tập một chút cho nó thanh tịnh, thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm, xong đó thì mình đem cái thân tâm thanh tịnh để đến đảnh lễ Đức Phật có phước lành hơn, quý báu hơn. Đấy là không quan trọng là đến cúng Phật là phải có cái gì. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát ác ma không thấy được. Thì những ai là cái người mà có giới hạnh an trú không phóng dật, thì những cái giới hạnh là tức là cái người này là một cái sống có giới hạnh, có cái sự an trú, có cái trí tuệ, và vị đó là bậc giải thoát. Thì cái vị đó đến lúc mạng chung vị đó sẽ đi đến cái vòng tròn này là cái gì, cái xanh vàng đậm trắng, không biết là cái gì,
đó là cái vị đó sẽ đi đến Niết Bàn. Vị đó đang đi đến cái sự Niết Bàn giải thoát, tức là vị đó đi đến cái có cái nơi, cái chốn vị đó đi, hướng đến Niết Bàn, đi đến Niết Bàn. Tức là nếu như cái vị đó là cái người sống có giới hạnh, có cái ăn chú, có chánh trí, có giải thoát, có thể nếu như vị đó chưa thành tựu giải thoát tuyệt đối ở đời này thì vị đó cũng sẽ thành tựu giải thoát ở đời sau. Nếu đó là một bậc hữu học thì vị đó cũng sẽ không có đi theo ác ma, có thể không đi vào cái luân hồi sinh tử ác đạo, và cái vị đó sẽ đi đến cái sự giải thoát, sẽ đi về cái cõi an lành, rồi là cứ mỗi một ngày trôi qua là vị đó tiến dần đến Niết Bàn, tiến dần đến giải thoát. Cái vị đó không còn đi ở trong luân hồi sinh tử, tức là đây là tử ma là có cái loài dạ xoa, có thể là sẽ đến dẫn dắt một cái người đi tái sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục, quỷ súc sinh. Thì những cái người mà sống ở trên đời mà bị tâm ô nhiễm, tức là sống mà không có giới hạnh, sống có phóng dật, không có trí tuệ, mà sống mà có bị trói buộc, bị tham đắm, trói buộc bởi những cái dục lạc ở trên thần gian, thì khi chết thì sẽ chờ đợi là sẽ có những cái hình ảnh như thế này hiện ra. Lúc đấy mình sẽ thấy những cái tử ma hiện ra, nó sẽ lôi kéo mình đi. Nếu mà đã có tử ma này hiện ra thì nếu như đến cái giờ phút lâm chung mình nhìn thấy hình ảnh và những cái kỳ quái này hiện ra thì cứ yên tâm là mình sẽ đi vào ác đạo. Còn những cái lúc đấy, còn những người sống có giới hạnh, có chân trí giải thoát thì lúc đấy những cái tử ma này có đến cũng sẽ không biết mình đi đâu, mình vượt khỏi cái tầm mắt, vượt khỏi cái tầm mắt, cái thấy của những cái loài dạ xoa, những quỷ ma yêu ma này. Và lúc đấy những cái loài này không thể biết được mình đi đâu, về lúc đấy mình đi về những cái cõi an lành hơn, cao thượng hơn. Người đó mà có giới thì sinh về thiên giới, người đó có định thì sinh về phạm thiên giới, người đó có tuệ thì người đó đi về Niết Bàn, người đó có giới định tuệ thì người đó chỉ có đi về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, thoát khỏi cái tầm mắt của ác ma. Như giữa đống rác nhớ quang bỏ, bên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Nên chỉ cho ai? Tất cả những cái hình tượng của Đức Phật thì người ta sẽ tắt là hình tượng của Đức Phật là ngồi trên những cái hoa sen. Thì cái hoa sen này đây là một cái biểu tượng, tức là cũng là một cái bông hoa tượng trưng cho Đức Phật. Vì sinh ra cũng ở giữa cái thế gian này, nó có rất là nhiều những cái dục lạc, nó cám dỗ, có rất là nhiều những cái nỗi lầm mà một cái người ta sống trên đời không thể nào tránh khỏi được, thì có thể phạm vào rất nhiều những cái điều tội lỗi. Thì những cái điều mà tội lỗi đấy được ví như là đống rác nhớ, hay là những cái bùn tanh hôi thối. Mà trong giữa cái thế gian là cái nó có rất là nhiều những cái trói buộc như vậy, có rất là nhiều những cái ô nhiễm bất tịnh như vậy, mà vẫn có những cái bậc thánh nhân xuất hiện, đấy là có những cái vị Phật ra đời. Thế thì Đức Phật cũng được ví như là bông hoa sen mọc ở trong bùn đầy, nhưng mà có thể vươn lên khỏi bùn và vẫn có thể tỏa ra được những cái mùi thơm tinh khiết của hoa sen. Thì cũng vậy, những cái người nào ở thế gian này mà mình không bị đắm nhiễm bởi những cái dục lạc, bởi những cái tội lỗi, bởi những cái tham lam, cái sân hận, cái giận hờn, si mê, ganh ghét, bọn xẻ, rồi là được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở thế gian này, thì cái người này cũng được ví như một cái bông hoa sen mọc lên từ những đám bùn đầy, những cái bông hoa ở cái bùn đầy này. Vậy thì cái chất bùn mà nó càng nhiều thì hoa nó càng tốt. Tại sao? Ví dụ bây giờ cái bông hoa mà mình trồng ở trên những cái đất nào, nghĩ là hoa mình phải trồng, mình phải chọn những cái nơi nào đất nó phải sạch sẽ, thậm chí còn cho vàng cho bạc xuống đấy để cho mình quý, để cho sen nó lên, thì nó lên nó. Vậy thì sen mà nó sẽ lên được ở cái nơi nào mà bùn càng dơ thì sen sẽ càng khen càng thơm. Tại sao thế? Ví dụ như là bây giờ cho mình sinh lên cõi trời, là một cái nơi rất là tinh khiết, rồi tu tập thì có chịu tu không? Cái nơi nó tinh khiết quá,
làm cho người ta cũng khó mà trau dồi được những cái ba la mật, những cái công đức. Vậy thì ở giữa cái cõi nhân gian này là cái nơi có rất là nhiều những cái điều ô nhiễm bất tịnh, có rất là nhiều những cái pháp bất thiện, mà người ta sẽ dễ dàng tạo những cái phước lành nhất. Chứ bây giờ mà mình mà sinh thiên giới mình muốn bố thí thì sẽ không có ai nhận. Vì ở trên thế giới có ai nghèo khổ, mình muốn giúp đỡ không giúp đỡ được. Mình muốn thực hiện những cái pháp như tham dẫn hay là tinh tấn hay là chân thật hay là từ tâm xả thân, những cái điều đó sẽ khó hơn ở cõi nhân gian này. Vậy thì cái cõi nhân gian này nó có cả cái tịnh và có cả cái bất tịnh. Cái điều đó nó mới làm cho mình có cái sự thức tỉnh cao và có cái sự lựa chọn cao. Giữa cái thế gian này nó có những cái thiện và có những cái pháp bất thiện, và nó sẽ làm cho mình kinh cảm và mình có cái sự lựa chọn. Cho nên là sẽ có những người sẽ lựa chọn những cái bất thiện và sống theo cái pháp bất thiện đấy, và người đó bị chìm đắm. Có những người sẽ lựa chọn cái thiện pháp và sống theo cái thiện pháp đấy, và cái người đó sẽ ngoi lên. Thế thì lúc mà Đức Phật mới thành đạo, Ngài suy nghĩ là bây giờ chúng sinh độ chúng sinh bằng cách nào. Thì khi quan sát thì chỉ thấy chúng sinh là có cái tâm tham dục lạc rất là lớn, sao mà có thể khiến cho những chúng sinh đó từ bỏ được cái tham ái chấp thủ với những cái dục lạc ở trên thế gian. Thì lúc đấy Ngài thì quan sát những bông tre, Ngài thấy là có những cái bông tre nó đang mọc, nó còn ở trong bùn. Có những bông tre nó đã ra khỏi bùn nhưng nó còn ở trong nước. Có những cái bông tre nó đã ra khỏi mặt nước mà nó tỏa hương thơm ngát. Cũng như vậy ở thế gian này có những chúng sinh còn ở trong bùn, nghĩa là những cái chúng sinh đó còn đắm nhiễm trầm trọng ở thế gian này, tức là hàng ngày hàng giờ người ta sống với tâm tham sân si. Nó hết tâm tham này, nó qua đi tâm sân, nó đến tâm sân, nó qua tâm si, nó đến thì để tâm hoài nghi, để tâm phóng dật, để tâm ngã mạn, để tâm ganh tị, tâm thật đố này. Rồi là tất cả những cái tâm bất thiện nó cứ thay đổi nhau, nó từ cái tâm bất thiện này nó diệt đi, tâm bất thiện khác nó khởi lên. Đấy là những cái chúng sinh còn chìm đắm ở trong bùn. Thì giống như hoa sen còn chìm đắm ở trong bùn, có những cái chúng bông hoa sen nó đã ra khỏi bùn nhưng mà nó còn ở trong nước. Ví dụ như là có những cái chúng sinh thì lâu lâu nó thoát ra khỏi cái tâm tham, nó thanh tịnh được một chút, xong nó lại chìm vào tâm tham. Lâu lâu nó thoát khỏi tâm sân một lúc chút xíu, xong nó lại chìm vào tâm sân. Thì đấy là những cái chúng sinh bắt đầu lật đờ, còn có nửa thiện nửa ác, tức là cũng có lúc mình thanh tịnh, cũng có lúc mình ô nhiễm, lúc kể thì khởi lên cái thiện, lúc nó khởi lên bất thiện. Thì những chúng sinh đấy giống như là còn ở trong nước. Và có những chúng sinh ra khỏi mặt nước, đấy là những cái chúng sinh rất là ít bụi nhơ, rất ít phiền não. Họ rời ra khỏi tâm từ thì nó chuyển sang tâm bi, khỏi tâm bi sang tâm hỷ, khỏi tâm hỷ sang tâm xả. Rời tâm vô tham đến tâm vô sân, hết tâm vô sân đến tâm vô si. Toàn những cái tâm thanh tịnh, những tâm cao thượng nó khởi lên như vậy. Thì đấy được gọi là những chúng sinh giống như những bông tre đã ra khỏi bùn, ra khỏi nước. Và những cái bông tre đấy thì có thể tỏa hương. Thì những cái chúng sinh mà có cái tâm mà ít phiền não tham sân si như thế sẽ hấp thụ được giáo pháp, sẽ giác ngộ được giáo pháp. Có những cái chúng sinh mà còn đang ở trong mặt nước thì cần có cái sự nâng đỡ, cần có cái sự hộ trì, có cái sự tạo cái duyên này, thì những cái chúng sinh đấy một mai sẽ ra khỏi nước và cũng sẽ tỏa hương thơm ngát, tức là cũng sẽ đi đến giải thoát niết bàn. Còn có những chúng sinh mà còn chìm đắm ở trong bùn ấy, thì những chúng sinh đấy khó mà đại bảo được. Vì vậy cho nên là cái giáo pháp của Đức Phật dạy được cho những người trí thì rất là dễ, dạy được cho những cái người mà nửa trí nửa ngu thì khó hơn, nhưng mà phải tham nhân. Còn mà dạy cho người ngu thì cực khó. Vì vậy cho nên là ở đời này những cái giáo pháp Đức Phật, giáo pháp dành cho những người trí tuệ là vậy. Cho nên là không thể trách được, không thể nói là ai cũng học giáo pháp được. Vì có người có thể học, có thể hiểu và có thể thực hành và có thể chứng đắc được. Nhưng mà có những người có học mà không hiểu, hoặc là có hiểu mà không thực hành, hoặc có thực hành mà không chứng đắc. Thì đấy nó là cái căn cơ, căn tính của mỗi người khác nhau. Cái người nào mà từ cái thế gian này, ô trược phiền não này, mà mình có thể thoát được khỏi cái thế gian ô trược phiền não này,
để mình đạt được cái sự vô não phiền, đạt được cái sự vô nhiễm, từ cái thế gian đầy cái sự ô nhiễm mình đạt được cái sự vô nhiễm ấy. Thì lúc đấy được ví như một bông hoa sen, dùng cái hình ảnh bông hoa sen để khích lệ mọi người hãy tu tập, hãy cố vươn lên, bởi vì bên dưới mình là bùn đầy, nhưng bên trên mình sẽ là cả một bầu trời mênh mông, tức là niết bàn giải thoát này, đang ngay ở bên trên, cố gắng lên một chút nữa là đạt được. Giống như là bông sen nó đang cố gắng ngoi lên để thấy cái ánh sáng mặt trời. Vậy thì mỗi người ở thế gian này cũng cố gắng ngoi lên để thấy cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ, ánh sáng của niết bàn giải thoát khổ đau. Thì đấy tôi gọi là hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người như vậy. Cũng vậy giữa quần xanh quế nhiên ngủ phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Thì giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, thấy cái quần xanh là phàm tục là cái gì, đi đến đâu mình cũng sẽ thấy quán này là quán tiểu hổ, quán kia là quán chó, quán kia là quán rượu, quán này là quán bar, quán này là vũ trường, quán này là những cái, tức là toàn những cái mùi phàm tục này, nó nham nhảm sắc ngoài đường, đi đâu mình thấy đấy. Thì mình sẽ thấy những cái cảnh tương tàn tương sát ở thế gian như thế, thì mình thì đi ra chợ mình xem nó xô bồ như thế nào, và nó phàm tục như thế nào, nó ô nhiễm như thế nào. Thì thế gian nó thế, đi đâu có đi đến, đi đâu mà tìm được cái nơi thanh tịnh, tìm được những người thanh tịnh thì hiếm, mà những cái người phàm tục thì đi một bước gặp một đống người rồi. Thì thế giữa thế gian là như thế, quế nhiễm mù phàm tục là mịt mù như vậy. Đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí là Đức Phật, hay là đệ tử của Đức Phật là những cái người tránh xa những cái nơi phàm tục và sống thanh tịnh ở những nơi thanh tịnh, và những bậc có trí tuệ giác ngộ. Không có bây giờ có thấy đệ tử của Đức Phật mà đi giết trâu giết bò hay là đi nhậu nhẹt uống rượu mê ngang về được không? Thì đệ tử của Đức Phật nó không có như thế. Giờ ai tự xưng tôi là đệ tử của Đức Phật mà lại còn cầm tay cầm một khúc thịt, là tay cầm một bầu rượu hay đi ngay ngang ngoài đường, có ai chấp nhận được? Thì giữa thế gian này như thế, thế gian này phàm tục như vậy, ô nhiễm như vậy. Nhưng mà những người mà tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, học lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật, họ sẽ sống không sống cái đời phàm tục như những người phàm tục, những người không được gặp Đức Phật, không nghe giáo pháp của Đức Phật. Thế là cái người đấy sống, những người mà có đức tin nơi giáo pháp, có tiếp nhận giáo pháp, có thực hành giáo pháp, sẽ sống thanh tịnh hơn, sống cao thượng hơn, sống thánh thiện hơn, chứ không có sống phàm phu tục bậc như này, những cái người vô văn phàm phu, những cái người không có thân cận những bậc chân nhân, không lắng nghe diệu pháp, thì họ sống rất là vui nhiễm ở thế gian này. Idam me punya, idam me punya, asa wakadam, paham tu, idam me punya, idam me punya, ibanasa, ajayo, bodhu, namah punya bagam, sabasa tanam, pacheli.